Chào mừng bạn đến với bài tập thuế. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Hãy bấm hình quả chuông để trở thành người đầu tiên nhận video sớm nhất khi có video mới từ chúng tôi. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng thì A. Được khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào trong kỳ. B. Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa mua vào sử dụng chung được phân bổ theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. C. Cả A và B đúng. Bạn chọn đáp án nào? Hãy để lại đáp án của bạn ở phần bình luận để nhận được đáp án từ chúng tôi. Cảm ơn bạn đã xem video này. Đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé.